Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng với giấc mộng trở thành vĩ đại như Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh là người được nhiều người tung hô là cha già dân tộc, trong khi đó ông chỉ ngoài 50 tuổi. Được biết, ý tưởng muốn mình là cha già dân tộc đã thể hiện trong tác phẩm Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh của ông Trần Dân Tiên. Tác giả này được xác định chính là bút danh của Hồ Chí Minh. Sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng danh hiệu tự xưng này tuyên truyền và hiện nay đã trở thành danh xưng phổ biến. Đấy là căn bệnh vĩ cuồng của những lãnh tụ Đảng Cộng sản, làm cho loài người văn minh thấy khinh bỉ. Tuy nhiên, với con người tham danh như Nguyễn Phú Trọng thì điều này là tấm gương soi sáng, thì làm sao chính ông cũng phải trở thành nhân vật thứ hai được Đảng tôn vinh sau Hồ Chí Minh và có thể còn vĩ đại hơn ông Hồ nữa. Đây là hình ảnh Tập Cảnh Bình, tấm gương cho Nguyễn Phú Trọng noi theo. Ở Liên Xô trước đây, ông Stalin cũng muốn mình được vinh danh như Lenin và ông cũng bắt bộ máy tuyên truyền ca tụng ông như vậy. Đến Bắc Hàn thì cả cha con ông Kim Nhật Thành và Kim Jong Un cũng tự tạo cho mình thành vĩ nhân đối với Đảng cầm quyền. Tại Trung Quốc hiện nay, ông Tập Cảnh Bình cũng đang thanh trừng các phe cánh và sửa hiến pháp để ông ta có thể được ngồi ghế lãnh tụ suốt đời. Còn tại nước Nga, Putin cũng tham vọng giống như Tập Cảnh Bình. Và tại Việt Nam, tất nhiên ông Trọng cũng sẽ theo gương một trong những nhân vật độc tài đó. Mẫu người mà ông Trọng theo đuổi để học tập không khó nhận ra, đó chính là Tập Cảnh Bình. Và câu hỏi đặt ra là ông Nguyễn Phú Trọng đã học gì được từ ông Tập Cảnh Bình? Rõ ràng ai cũng có thể nhìn thấy Nguyễn Phú Trọng đang đi theo con đường Tập Cảnh Bình trong việc củng cố quyền lực. Tuy nhiên, đó chỉ là một khía cạnh nhỏ. Ông Trọng còn học tập Tập Cảnh Bình trong chính sách và hành động. Thứ nhất là tiêu diệt các thế lực đối nghịch trong đảng. Thứ hai là đàn áp dư luận của người dân, kiểm soát các mạng thông tin xã hội và đe dọa những người có ý kiến độc lập ở trong và ngoài đảng. Từ năm 2012, khi mới vừa nắm chức Tổng Bí Thư có một năm, ông Nguyễn Phú Trọng cho học tập và làm theo tấm gương Tập Cảnh Bình trong chiến dịch gọi là chống tham nhũng cũng năm 2012, sau khi nắm hai chức đứng đầu nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cảnh Bình cũng dùng chiêu bài chống tham nhũng để tiêu diệt Bạch Lai Hỉ và bắt nhốt cả Chu Vĩnh Khang và cả đám tay chân của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Nguyễn Phú Trọng cũng đã dùng món võ đó đánh đàn em của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đấy là những gì ông Trọng đã làm được. Tuy nhiên, hiện nay, ông Trọng chưa làm được công việc sửa hiến pháp để được cầm quyền suốt đời. Tuy không sửa hiến pháp, nhưng tham vọng cầm quyền suốt đời thì đang bộc lộ rất rõ. Trong những ngày cuối năm 2020, ông Trọng cho soạn quy tắc để quy định điều kiện những ứng viên được tiếp tục ứng cử vào Bộ Chính trị. Điều đáng nói là tiểu ban soạn thảo văn kiện đại hội do ông Trọng cầm đầu đã cho soạn quy tắc của những trường hợp đặc biệt. Nguyễn Phú Trọng đang dò bước theo chân Tập Cảnh Bình. Nhưng cái mà ông ta làm còn hơn cả ông Tập, đó là ông ta chà đạp luật pháp lộ liễu hơn ông Tập. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng được cho rằng đã cả gan cho người sang tận Đức để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và cho người tận Thái Lan để bắt cóc Trương Duy Nhất để đạt được mục đích của mình. Ông Tập Cảnh Bình tuy rất tàn bạo nhưng ông này vẫn chưa trắng trợn chà đạp pháp luật quốc tế như vậy. Tuy nhiên, với vấn đề ngoại giao và giải pháp quân sự cho chủ quyền đất nước thì ông Trọng hèn hơn ông Tập. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết định bám đến cùng. Khi ứng cử cho chức Tổng Bí Thư ở nhiệm kỳ thứ hai, ông Nguyễn Phú Trọng đã tự sửa đổi điều lệ đảng dành riêng cho mình ông. Điều lệ quy định ủy viên Bộ Chính trị tái cử ứng cử không quá 65 tuổi. Nhưng khi đó chính ông Nguyễn Phú Trọng không rút lui mà tự ứng cử tiếp mặc dù ông đã bước sang tuổi 72, quá những 7 tuổi so với quy định. Trong khi đó, Nguyễn Tấn Dũng chỉ mới 66 tuổi, nhỏ hơn ông 3 tuổi, lại bị gạt ra rìa. Lúc đó, ông Trọng nói rằng, ông giữ nhiệm kỳ thì ông sẽ rút lui, nhưng cuối cùng có rút đâu, không thấy. Ông ta lấy luôn cả chiếc ghế của ông Trần Đại Quang sau khi Chủ tịch nước qua đời và làm hai chức vụ cao nhất trong đảng và nhà nước, giống như Tập Cảnh Bình. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là bắt chước một phần, chứ chưa bắt chước được hết những gì ông Tập đã làm. Và tự xưng là anh cả, tương tự như Hồ Chí Minh, tự xưng là cha già dân tộc. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, trong buổi lễ kỷ niệm đón nhận huân chương độc lập hạng 3 của trường phổ thông trung học Nguyễn Gia Thiều, ông Nguyễn Phú Trọng đã tặng nơi đây một bài thơ như sau. Tôi vui
tôi sướng biết bao nhiêu, tôi học 10B Nguyễn Gia Thiều, nay đã trở nên người anh cả, cuộc đời vui bay bổng cánh diều. Đây là hình ảnh bài thơ của ông Nguyễn Phú Trọng tự xưng là anh cả. Ngày trước, ông Hồ Chí Minh có viết văn tự xưng mình là cha già dân tộc, thì nay ông Nguyễn Phú Trọng làm thơ tự xưng mình là anh cả. Sau cha già chỉ có anh cả là lớn nhất, ý muốn ông sẽ là nhân vật thứ nhì trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và hành động của ông cho thấy tham vọng của ông ta mong muốn như thế. Tuy nhiên, muốn ước mơ thành sự thật thì phải ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư và chiếc ghế Chủ tịch nước để làm tốt nhiều hơn dự định nhằm hoàn tất tham vọng của mình. Nỗ lực đốt lò của Nguyễn Phú Trọng cũng có chút hiệu quả. Nhiều năm nay, mạng xã hội đã xuất hiện một hiện tượng chính trị và xã hội được bùng phát ở Việt Nam mà rất đáng mổ xẻ là một số tờ báo nhà nước cùng giới chuyên gia phản biện trung thành đã ồn ào và ồ ạt ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng là sĩ phu Bắc Hà. Thậm chí còn có vài nhà văn đã đẩy vọt ông Nguyễn Phú Trọng như một hình tượng hào kiệt của dân tộc, hoặc là bậc nhân kiệt thế thành hành đạo, hoặc là minh quân. Vào dịp Tết Nguyên đán vào năm 2018, một tác giả viết trên Đài Tiếng Nói Việt Nam còn chính thức đặt cho Nguyễn Phú Trọng biệt danh là người đốt lò vĩ đại. Có thể cho rằng trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã vượt qua cả hình ảnh của các đời Tổng Bí Thư như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh khi nhận được những lời ca tụng ngút trời như trên. Cho đến lúc này, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có đứng sau các nhân vật lịch sử là Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp về mặt hình tượng và thần tượng. Tất cả những điều đó đều có trong chủ ý của ông Nguyễn Phú Trọng cả. Tham quyền, tham danh vọng và muốn lưu danh sử sách muôn đời. Và muốn tạo dấu ấn đổi mới như Nguyễn Văn Linh cũng là điều ông Nguyễn Phú Trọng đang thể hiện. Vào năm 1986, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản khi đó là ông Nguyễn Văn Linh đã phát động chủ trương những việc cần làm ngay để chống tham nhũng và tệ nạn quan liêu cửa quyền hành chính trong Đảng. Và thành quả này được Ban Tuyên giáo thổi phồng trong mấy chục năm, người ta cũng nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Linh là anh hùng. Nhưng từ khi mạng xã hội xuất hiện, người ta mới biết Nguyễn Văn Linh là tội đồ hơn là có công. Bỏ ngoài tai lời khuyên của các tiến sĩ kinh tế học như ông Nguyễn Xuân Oánh, nêu kết quả đổi mới chỉ là sửa sai và sự phát triển của đất nước kém rất xa Trung Quốc, mặc dù ông Nguyễn Văn Linh đã copy nguyên si mô hình của quan thầy từ Bắc Kinh. Và hơn nữa, chính ông Nguyễn Văn Linh là người dẫn đầu đoàn lãnh đạo sang Thành Đô thuần phục Trung Quốc, tạo tiền đề cho sự phụ thuộc của Việt Nam sau này. Và sau đó liên tục các hiệp định giữa hai đảng cộng sản hai nước được ký kết và các cán bộ Việt Nam liên tục được cử ra Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm. 30 năm sau, thời Nguyễn Văn Linh, ông Nguyễn Phú Trọng muốn tái hiện hình ảnh một Tổng Bí Thư theo tinh thần đổi mới. Tháng 6 năm 2016, ngay sau khi tái nhiệm chức vụ Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát ra chủ trương việc cần làm ngay đối với ông Trịnh Xuân Thanh và bắt đầu khởi động giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chống tham nhũng của ông. Nhưng cuối cùng, đấy là tai tiếng hơn là thành tích, và kết quả là Việt Nam đã bị cô lập trước thế giới với thành tích nhem nhuốc bắt cóc này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Linh, cũng là một mẫu người ông Nguyễn Phú Trọng bắt chước tạo dấu ấn. Tuy tai tiếng là như vậy, nhưng Ban Tuyên giáo vẫn đang ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng như một anh hùng chống tham nhũng và thành tích lớn nhất so với nhiều Tổng Bí Thư tiền nhiệm. Tuy nhiên, cái loa tuyên giáo sẽ tắt nếu ông Nguyễn Phú Trọng không thể duy trì chức Tổng Bí Thư cho mình đủ lâu. Điều đó là ông Trọng thêm động lực để quyết giữ cho bằng được hai chiếc ghế mà ông đang hiện có. Và tham vọng của ông làm lãnh tụ cuối cùng sẽ chỉ là ảo vọng. Cũng vì theo bài của Tập Cảnh Bình nên ông Nguyễn Phú Trọng được dư luận chung đánh giá là một chính khách tương đối sạch sẽ, ít bị đồn đoán dính dáng đến chuyện làm ăn hoặc tham nhũng. Người Việt Nam cũng như người Trung Quốc có lòng tin khá ngây thơ rằng hễ ai chống tham nhũng mạnh thì trong sạch. Chính vì vậy, Nguyễn Phú Trọng được khá nhiều tiếng thơm về sự trong sạch ấy. Hầu hết những người Việt còn tin tưởng chế độ này, họ tin rằng ông Trọng không cần tiền mà cần tiếng. Tuy nhiên, ở trong cái xã hội đầy số xa mà do Đảng Cộng sản này, câu nói cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền vẫn luôn đúng. Thực tế, dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng thì những Him Lam của Lê Thanh Thản, Tân Hiệp Phát của Trần Quý Thanh v.v. có ai dám đụng tới đâu. Nếu không mua bằng rất nhiều tiền thì những doanh nghiệp đầy tai tiếng này không thể bất khả xâm phạm đến tận bây giờ. Đây là hình ảnh ước muốn như ông Hồ Chí Minh của Nguyễn Phú Trọng cũng cuối cùng là ảo vọng. Ông Trọng là người tham vọng rất lớn,
hiện nay ông đã bật lộ một tham vọng tinh thần mãnh liệt chưa từng có trong cuộc đời làm chính trị của ông. Phía trước ông hẳn sẽ phải là tấm bia bất diệt và được người đời ghi nhận về ông như một nhà cách mạng chống tham nhũng đến đảo lộn đất trời, hoặc đến một lúc nào đó, dân gian và các thế hệ mai sau sẽ nhắc lại tư tưởng Nguyễn Phú Trọng. Nhưng khổ thay, tham vọng tinh thần sử sanh lưu truyền của Nguyễn Phú Trọng lại là nỗi tuyệt vọng không lối thoát dành cho những đối thủ chính trị lẫn đối tượng tham nhũng của ông. Trên con đường trở thành lãnh tụ thứ nhì sau lãnh tụ Hồ Chí Minh, chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bất chấp rất nhiều điều. Đáng nói là ông bất chấp điều lệ của Đảng do chính Đảng ông viết ra để ngồi lại chiếc ghế nhiệm kỳ thứ ba, thì không thể bảo chữa cho sự lạm quyền và coi thường điều lệ Đảng của ông nếu điều này diễn ra. Nay là thời đại Internet, có rất nhiều người hiểu biết phân tích để không thể có một phong trào cuồng lãnh tụ tôn vinh ông nữa. Nếu ông ngồi lại, ông sẽ nhận nhiều tiếng rủa hơn là tôn vinh. Để được lãnh tụ thứ nhì sau Hồ Chí Minh, đó chỉ là ảo vọng và sẽ không thành hiện thực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nguyễn Phú Trọng với giấc mộng trở thành vĩ đại như Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.